Em chơi với nhiều người showbiz, em biết hết là phản phất. Những cái kinh nghiệm làm trong showbiz lâu năm của em và xung quanh của em toàn màu tím thôi. Toàn màu tím. Toàn màu tím thôi. Nhưng mà em nghĩ anh này đã có gia đình rồi, lấy vợ được 4 năm 3 tháng rồi. Hôm nay có vẻ là có một chàng trai viết lên cây lời yêu thương ba cô gái ấy. Là tại sao chàng trai thì yêu thương cô gái mà mấy cô gái chặt chém chàng trai quá? Chàng trai mặc một bộ đồ đen bình thường nhẹ nhàng, ba cô gái quất ba cái đầm bì gen, quất cái tiệc tùng gì sao mà ăn bận dữ dội vậy hả? Phải nói rằng là chương trình của mình càng ngày càng hot, cái mức độ phủ sóng như là sự quan tâm của mọi người dành cho chương trình của mình mỗi ngày một lớn hơn. Cái áp lực có một trending cùng với cái việc nam nữ chính được săn đón khiến cho những người cố vấn phải liên tục thay đổi mình, cái độ phồng của váy, cái độ hở mỗi ngày nó lại càng chút vậy đó, chứ không có gì đặc biệt hết trơn. Vậy đó hả? Bữa nay em là hơi nở bình thường nha. Áo như một cái hoa thế mà nó nở dần ngược ra đấy mà. Dạ, đúng rồi. Đó, nó giống như gói quà mà nó bị xé gian dở vậy đó. Không, em là rất là bình thường, là dịu dàng thôi. Không, vậy nhưng mà mặc dù ngoài cái đầm ra hộp cũng lấp lánh đâu nữa. Hộp quá, rất là hộp. Đó. Chắc em không. Hộp xương xương thôi, đâu có như gian hộp từ trên xuống dưới. Vậy hả? Còn em bận là... chi mà dư giả vậy hả? À không, tại vì ngày hôm nay á, mọi người cũng biết là Hoàng Yến có phong cách là cá tính nhiều. Nhưng mà hôm nay là Hoàng Yến chọn layout ốc mượn bèo. Thì sao vậy? Ốc mượn bèo á. Mượn bèo hả? Ốc mượn bèo chứ nó bánh bèo. Ghê, bánh bèo. Ghê bánh bèo. Ốc bèo quá thì phải chịu. Ghê là phải chịu. Ok. Quỳnh, ngồi kế bên toàn là bông hoa mà nó đua nở, em mệt không Quỳnh? Thật ra thì mọi người có mặc trang phục kiểu như thế nào thì vẫn toát ra lộng lẫy hết, bởi vì các bạn đều rất là xinh đẹp. Nói chung là mình không lộng lẫy được thì mình cứ mặc sơ sơ thôi. Đại khái thì mặc sơ sơ thôi. Mặc sơ sơ là sao? Tức là mình cũng vẫn cơ bản thôi. Để hôm nay để đến đây, mục tiêu của em là để xanh đỏ tím vàng thì em biết hết. Điềm đạm quá ha, các con người điềm đạm vậy anh. Người ta mới biết được có chàng trai viết lên cây. Chứ người ta mà không điềm đạm là ta hát mấy bài mà người ta bỏ em rồi đồ, hiểu không? Hay lên cây rồi. Phải điềm đạm, ta mới viết lên cây rồi. Dạ đúng rồi. Cái bài anh đã bỏ em rồi, nó không điềm đạm anh á. Không điềm đạm. Anh thật sự ngu ngốc. Ấy cũng không xong. Khi nhớ lại những cơ hội ta phải khác, sao tên người vẫn vậy. Có bao giờ đứa đó là đứa con của anh không? Không, con mà làm sao mà chạy ra bảo cô gì ơi cháy được. Không, nhưng mà nhìn ảnh trẻ quá à, chắc chưa đâu. Bạn này nhìn là thấy độc thân vô tính đó. Đẹp bạn này nha. Là chơi là dạng là thể thao nhưng mà bụng vẫn bự nha. Giống anh đó hả? Giống anh đó em. Ai dòm vô tưởng anh không chơi thể thao, anh có anh em. Có không? Anh chắc trời không? Anh gym dữ lắm anh em, bụng vẫn bự. Cảm giác đầu tiên nó khi năm chàng trai bước ra ấy, thì mình cảm thấy rằng là họ đúng là những cái chàng trai ngoài đời sống thiệt. Họ ở các cái ngành nghề khác nhau trong đời sống và tới đây mình không thấy có ai trông giống như là vì một cái ngành nghề nghệ thuật nào đó mà đến chương trình. Em hiểu ý chị không? Những chàng trai không showbiz. Đúng rồi, không có cái showbiz, không có cái sự người mẫu làm về pháp chế của một công ty nước ngoài luôn thì là phải rất là giỏi đó. Nếu như mà không giỏi là không bao giờ được giao cho. Chốt lại là giỏi. Giỏi đã. Giỏi, nam không? Nhân giỏi. Chị thì thấy là anh này dễ thương mà chân thành đó, không có cái điểm nào cho thấy là đã có chủ hết cả. Xanh nha. Là xanh nha. Rồi, Hoàng Yến. Theo sự phân tích của mình đó, tại vì thường biên tập cũng hay gài ghét rồi ghê lắm. Nhiệm vụ của em ở đây là giống như là chị vợ vậy đó, cứ coi xét rồi kỹ vô có ai được ai không. Đẹp trai quá thử màu đỏ. Nhưng mà hồi nãy background á nó có màu khác, cho nên là mình vẫn nghĩ là màu đỏ, nhưng mà màu tím có đỏ đó. Ủa sao vậy? Tại vì em thích gì đó, em thích lấy background có màu tím là nó gợi ý cho mình điều đó. Em ngang ngược lắm. Em thấy ảnh rất là hay kiểu đúng rồi, rất là. Em cũng thấy màu tím luôn. Em cũng thấy màu tím. Nhiều khi các kiểu đàn ông không. Ta làm duyên. Không anh, chứ cái kinh nghiệm làm trong showbiz lâu năm của em và xung quanh của em toàn màu tím thôi. Toàn màu tím. Toàn màu tím thôi. Thế em nhận ra đâu đó phản phất màu tím kèo trên chẳng hạn. Tím kèo trên. Tím kèo trên nha. Nè, một hồi mà mở ra mà màu xanh độc thân, cái đoạn của Hoàng Yến này nè sẽ được tua lại nè. Em chơi với nhiều người showbiz, em biết hết là phản phất nè. Thì phản phất thôi mà, đánh mùi thôi mà. Có chàng trai biết lên đâu? Em thì thấy anh ấy là men hoàn toàn ấy. Thì kiểu là anh có
cái sự thành công dẫn đến có một sự tự tin rất là lớn. Tinh thần đáng yêu vậy mà. Rất là thoải mái và tự tin rồi. Nhưng mà em nghĩ anh này đã có gia đình rồi. Lấy vợ được 4 năm 3 tháng rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nó dễ sợ thiệt. Thầy ơi. Anh ơi, ngoài việc là viết nhạc ra còn làm thầy bói nữa hả? Không, không đây không bói, đây là đoán lụi thôi. Đoán lụi luôn. Dạ. Không nên như khi đúng ấy. Bên lấy vợ đúng mà nó báo luôn thời gian đó. Rồi sao đưa bản nè. Đón xem Người ấy là ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Năm chàng trai và một cô gái già. Tải ngay VEON để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VEON.